Đúng vậy. Đây là cầu treo rất là bồng bềnh, chỉ có dành người đi bộ đi một chiều. Đây là sau đường mình đi đây, bồng bềnh anh em nhá. Kết thúc một hành trình rồi. Sang đến chốt bên này. Tông vu có anh em nào mà nhận ra mình ở chỗ nào không nhỉ? Kết thúc một hành trình. Đi xong một đoạn đường này cũng toát mồ hôi đấy nhau. Quay lại một hành trình từ bên kia đến đây. À, kết thúc hành trình nhé. Cho nên là chạm dừng chân. Đến bên này là hai bên là hai điểm check in anh em nhé. Đây. Đây hai điểm check in. Đây nha. Nhìn lại quãng đường mình hành trình mình vừa đi qua đây. Từ bên kia đi sang bên này. Đây là ra đây là một chiều này. Đây là tour du lịch của mọi người. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ.